chào các chú, quay lại kênh Kim Chi TV. Bữa nay mình ở đây là Thung Po, mình đi coi hồ su. Hồ su tiếng Việt là gì con? Hồ bơi, ở hồ bơi hả? Cái hồ. Cái hồ. Hồ ở đây tên là Thang Wol. Thang Wol hồ su ở đây đẹp thiệt. Đi ở trên đang chụp hình. Trên lạnh hay mặc đồ ấm áp gì con? Dạ con bữa nay ở trong mặt có một cái thi thôi nên mặc cho ấm áp. Hai mẹ con mình xin chào mọi người đang xem kênh TV ha. Hôm nay thì cuối tuần mình dẫn Chin Chigon với bà và chồng của mình đi ra đây, mình đi ngắm lá vàng lá đỏ nha mọi người ơi. Đây là một cái hồ rất là rộng ở thành phố Thung Po ha. Mình cũng mới đến đây lần đầu thôi. Mùa thu á mình dẫn tụi nhỏ đi tham quan ngắm lá này rất là đẹp nè mọi người, thấy không? Chú nhìn xa hết chị chú nè. Xin chào mọi người. Con xin chào ông bà cô chú. Xin chào bà cô chú. Con đi chơi. Con đi chơi. Với bà nội. Với bà nội. Với mẹ. Với mẹ. Với chị. Với chị. Mát quá. Mát. Mát quá. Mát. Ừ. À, bà và chồng mình đi trước rồi đứng chờ nè. Thấy mình chơi. À, đó rồi. Đây bà và chồng của mình đi trước nãy giờ nè mọi người ơi. Xin chào. Bà và chồng mình hôm nay trời thời tiết đẹp á mọi người nên ngủ bà đi dạo với mẹ con nhà mình nè. Hôm nay bà chân của bà cũng khỏe nhiều rồi đó, mổ hồi bữa đó mọi người nên thôi đi dạo với mẹ con nhà mình được. Mình đi vô đây mình coi tham quan coi. Giữa cái hồ á có trồng một số cái hoa với cây nè mọi người, đẹp ghê á. Rồi giờ thì trời lạnh nó cũng héo nhiều rồi ha. Cái này bên mình gọi là lục bình ha. Mình đi vòng từ cái chỗ cái bãi đậu xe của quán cà phê mọi người, mình đi một nửa bờ hồ ha mọi người. Chắc khoảng độ chừng 15 khoảng 20 phút quá. Họ mới nghĩ có hắn bắt khi thổ mình 20 phút chừng thế này ó, ủ đi. 20 phút. Đồng chân á. Chân chân đi khả nịch á. Coi như là đi tập thể dục đi. Mình nói với bà chồng mình là đi một vòng khoảng 20 phút không? Hả? Mạnh quá. Chưa đi mệt không? Mệt không? Con mệt. Nam mô A Di Đà. Wow. Đây là mọi người ơi, đẹp không ha? Đó, lá nó chuyển màu đó, đó thì màu xanh nha mọi người. Bây giờ mùa thu chuyển qua màu đỏ nè. Nhìn đẹp ghê ha. Dọc cái con đường ở đây thì bắt đầu lá đều chuyển màu hết rồi. Đây là hoa cúc chuồn chuồn này mọi người, ở Hàn Quốc thì mùa thu á, hoa này nở rất là nhiều ha. Có màu hồng, màu trắng, màu vàng rất là đẹp nè. Bà vợ chồng mình nói những cái chỗ mà hoa nở nhiều á, nhìn rất là đẹp. Nhưng mà đây thì nói chung có một chút xíu thôi. Người ta trồng dọc theo cái con đường như thế này. Cái con đường này tên là Phạng Ngôn Hô Su Thủ Lê Khi. Thủ Lê Khi là con đường đi bọc vòng quanh đó mọi người, tiếng Hàn á. Mình đi tới đây là mình đi vô lại cái quán cà phê rồi ha. Bên phía cái bờ gạo bên đây á mọi người, người ta trồng cái hoa màu hồng này đẹp quá. Họ muốn đi cốt đi đâu mỗi lời á. Thiên khờ xe, thế chứ. Mẹ hoa à ní chờ mọi người. Ở đây nó có một cái hàng gạo nó trồng cái hoa màu hồng này là mọi người đẹp ghê á. Nhìn giống giống như hoa đào của mình đó ha. Này cũng là hoa dại nè, mình thấy nó trồng rất là nhiều ở những cái con đường á. Bà vợ chồng mình sau khi mổ chân á, ăn uống đâu không có được á mọi người, cho nên là bị sụt cũng gần cả chục ký á, nên hôm nay nhìn bà rất là gầy luôn. Đó, mặc đồ là lỏng thỏng hết trơn rồi. Đây có một cái quán cà phê ngay bờ hồ luôn ha mọi người. Hôm nay dẫn mọi người đi tham quan một vòng ở cái bờ hồ, ngắm lá đỏ, lá vàng. Lá đỏ, lá vàng, lá gì nữa chứ? Lá xanh. Lá xanh. Lá đỏ, lá vàng, lá xanh. Ủa, phà đâm hả bà? Gió thổi nè, mát rượi luôn. Rồi mình đi vào đây mình ngồi uống cà phê. Đó, người ta có cái quán cà phê dọc bờ hồ như thế. Mình ngồi mình uống rồi mình hóng gió. Anh chụp chưa mọi người? Anh chưa, căm đó. Căm đó, bà kì khả nhị cá.
Mình hỏi bà vợ chồng mình lạnh không, tại vì đi á mình sợ lạnh á, mình nói bà hôm nay là thời tiết rất là ấm nên bà mới đi á mọi người. Cái bãi đậu xe đó đó, mình đi dạo một vòng nãy giờ, giờ mình vô đây mình order nước mình uống. Ồ, mua à một ít cúc hoa. Cúc hoa. Ồ, chậu hoa cúc đẹp quá. Đây người ta trang trí với mấy cái trái này gọi là mua qua nè mọi người, nó ra cái mùi thơm á, rất là nồng luôn. Giá của quán ở đây thì hơi tắt ha mọi người, thường mấy cái quán là ngay bờ hồ này kia đó, đúng không chị Anh? Là giá nó hơi cao hơn cái quán cà phê bình thường. Ủa được một có. Ai ô, xin chào. Chị Anh đem nước lại rồi, cô chú ơi cái này mỗi người mình kêu một phần ha. Này là cà phê sữa. Sa chín. À. Nè. Sa chín chiếc nâng cầu chùa. Mình định lấy nước cái uống chiên đó rồi chụp hình cái bà nội nói. Chiên cũng quay YouTube hả? Nếu sẽ sa chín chiếc nâng cầu chim ở vậy không? Móc nâng cầu cho chiếc cô. Tả chiếc cơ rồi. Ừ. Ôi chú xe hả? Ê cái chỗ này mà mình ngồi ở ngoài sân vườn ha mọi người, có một cái parasol, cái dù nhỏ như thế này, mình ngồi mình ngắm được cái ngoài hồ nè. Bây giờ thì khoảng độ 4 giờ chiều ha, nhưng mà nắng cũng còn rất là gắt nè, nhìn cũng ấm ấm. Chân chân thì chú sơ, cái mà đi. Ông ơi, mũ rưu mà xin đừng coi á. 그냥 여유게 시간을 가지고 마셔요. 물은 내가 마신다. 아야, 정말 눈 커피 아니 uống nước 이야, mọi người. 그냥 uống từ từ thôi. 지원은 뭐 먹어? 건 uống gì nữa nghe coi. Nói. 건 uống 보로로. 이게 먹는 사람. 유튜브에 나오잖아요. 그러면 보는 시청자들이 영상 보는 사람들이 할머니 좋다 좋아해요 댓글에. 누가 그렇게 먹고 있냐고. 나봉. 지은 아, 할머니 귀여워요. 할머니 어 이뻐요. 지은 지은 nói là bà nội mà vô video của nhà mình á được nhiều người coi, người ta khen bà nội đẹp này kia đồ, bà nội cười thích. 예쁘다니까 진짜. 아 이거 뭐야? 귀에 뭐야? 입에 귀 입에 귀에 걸렸다고? Cười mà thấy điều cái miệng lên trên lỗ tai nè. Nè cũng muốn nói gì đó. Mua mà có sức bình tề chặt cược. 네. 네. 내가 따봉하면 따봉하면 구독해 구독 많이 해달라는 뜻이야. 아 따봉 오 지원은 아니 해 엄마가 설명해 줄게. 베트남어로 다들 따봉. 지원 nói là 지원 để 따봉 nghĩa là cái nghĩa là kêu ông bà cô chú nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Kim Chi TV của gia đình nhà mình đó. Đó. 예, 지금 베트남어 잘해요, 어머님. 무무 맹무. 무무 무. Coi nè, đó. Mu mu. Nè. Đây nè ông bà cô chú ơi, Chi Quân á bây giờ là đang học đánh dần ha. U lại ngờ, cái hả u ngầu ngu hỏi nghĩa là gì? Mẹ, ngu có nghĩa là ba bồ á, nên biết á là ngu là ba bồ, nên bây giờ hai cứ chọc mẹ không à, u ngầu ngu. À, hắn nên thôi là chào bái. Chào mẹ. Mẹ ngu đó, chửi ha, nói dám nói mẹ ngu. À, biết nói tiếng Việt nên gì? Hắn nên thôi là chết à. Là cái gì? Che sà. Che sà. Ừ, giỏi. Còn nhớ gì nữa? Nói mẹ nghe coi. À, hôn cha khá chè tùy cô. Hắn nói thôi là nắng chăng chăng. Nắng chăng chăng. Wow, giỏi quá. Bây giờ chú Quân biết cái gì tiếng Việt nữa. Chú Quân nói cho ông bà cô chú nghe coi nè. Nói đó coi. Mà đây bà bị thế nam mơ luôn. U ngậu ngu. Tô. Nói theo mẹ nè. Nắng. Ui ui. Ừ. Ý sắc ý. Ý sắc ý. Ờ, tôi thôi đi một. Mua nó bạc mua lá. Tôi thôi đi nằm mua. Nó nằm mua. Tất cả các bạn sẽ dễ gửi lại cái bức sinh nằm nhà. Cứ chả xe cứ chả. Cứ thử mở đi. Cứ thử cứ chả mà bắt chả ra. Mua mặt chả. Mua mặt chả.
hồi nãy trên cái đường mình đi dạo vòng cái bờ hồ mọi người, có mấy cái cây trên núi rất là nhiều, cái cây đó tên là tổ thô đi mục đúng không Dên? Tổ thô đi cái cây đó thì người Hàn người ta lấy cái trái á mọi người, ta phơi khô ta làm bột, người ta làm cái giống như rau câu gì đó. Cái tổ thô đi không phải 힘들어 그치 그거 알맹이 전부 다 말려서 까야 돼 전부 까갖고 전부 다 또 물에다 담궈야 돼 담궈야 돼 벌레 안 나게 아이고. 그렇게 해서 아무 데서나 방앗간에서 안 갈아줘 왜요? 그게 침더기가 돼갖고 방앗간 비계 망친다고 갈아주는 집이 있어 그거 주문해서 갈으면은 열흘이고 보름이고 울커야 돼 집에서 연실물 따라버리고 풀어야 돼? 씻어야 돼 쓰니까 매일 물 갈아서 버리고 쓴 맛 뺀 거야? 버리고 앙금 나르고 버리고 샘을 묶고 이렇게 해서 해갖고 앙금 안 치고 넣어야 돼 얼마나 손이 많이 가는데 도토리는 비싼 거 이유가 있네요 우리는 저기 홈쇼핑에 4만 원돈 했나? 그거 몇 봉지 그래 그래갖고 작년인가 그거 해갖고 한 컵이면은 딱 한 끼니 먹기 딱 좋아 그 맹일 때 그게 두 컵이면은 그거 500g에 물 6컵 종이컵으로 그거 딱 부어서 쓰면 딱 정을 딱 좋아. 양이 정을 이렇게 던져도 안 깨지고 그래. 아, chồng mình nói với mọi người cái trái mà tôi thu đi á là làm á mọi người là rất là khó, phải đem ra ngoài cái chỗ mà xây á, không phải chỗ nào người ta cũng xây cho, rồi ấy thành cái mục á là rất là hiếm ở trên. Hơn 10만 원, 4만 원 걸 거야. 되게 비싸요. 1kg에. 1 kg là khoảng 30.000 won. Đắt tiền đó mọi người, nhưng mà ở nhà mình nãy mình làm nguyên chất, còn ở ngoài chợ thì người ta bán là giống như nó pha bột này bột kia vậy đó. Ở nhà chồng mình giỏi mấy cái đó lắm. Hôm nay thì bà cháu nhà mình đi ra ngoài đây dẫn mọi người đi tham quan một vòng ở bờ hồ ha. Bây giờ cũng gần cuối thu chưa. Nhưng mà năm nay Hàn Quốc lạnh sớm đó mọi người. Thì cuối tuần dẫn bà đi hóng gió này kia gì thôi cho bà khỏe, bữa giờ cũng không có dẫn bà đi đâu chơi gì đó. Tới nhà bà thì cũng thỉnh thoảng tới nhưng mà ít chở bà đi ra ngoài chơi. Cảm ơn mọi người xem video ủng hộ cho gia đình nhà mình ha. Bye bye mọi người, hẹn gặp video tiếp theo nha. Harmony, bye bye. Bye bye. Bye bye.